Thay vì đưa rước con bằng phương tiện xe máy như thường ngày thì vào chiều ngày 9 tháng 11 cảnh tượng hiếm gặp đã xuất hiện ngay tại trung tâm quận Bình Thủy. Thành phố Cần Thơ, đó là cảnh một chiếc ghe chở theo nhiều em học sinh lẫn phụ huynh được bơi trên phố. Sở dĩ có cảnh tượng đưa rước lạ đời này là do ảnh hưởng của chiều cường những ngày qua khiến mực nước dâng cao. Theo ghi nhận của phóng viên, vào 16 giờ chiều nay, ngay tại điểm trường tiểu học Bình Thủy, nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, mực nước dâng cao hơn 0.5m đã khiến cho việc đi lại của phụ huynh, học sinh và những người dân xung quanh gặp nhiều khó khăn. Ai có xuồng đi xuồng, còn không thì phải bị bom lội nước cong còn tán trường. Chiều cường dâng cao trong 3 ngày qua đã khiến cho cuộc sống của người dân tại Cần Thơ bị xáo trộn. Dù đã áp dụng nhiều biện pháp như be bờ, dùng bao ni lông để gia cố không cho nước tràn vào nhà nhưng cũng chẳng ăn thua. Trong khi đó, các phương tiện thì liên tục bị chết máy, học sinh có xe đạp phải lội nước để về nhà. Theo người dân tại địa phương cho biết, chiều cường dâng cao là tình trạng hiếm gặp trong suốt 10 năm qua. Chính vì thế, bà con hoàn toàn bị động trong việc ứng phó với con nước. Theo dự báo, trong hôm nay và ngày mai đỉnh chiều cao nhất tại Cần Thơ có thể lên đến 2,20225m trên mức báo động 3 từ 30-35cm. Do đó, một số tuyến đường tại trung tâm thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục ngập sâu trong những ngày tới.